Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm qua, tại Bắc Bộ đã có mưa khoảng 1/2 diện tích khu vực, chủ yếu là mưa nhỏ. Riêng tại Phủ Lý, Hà Nam, lượng mưa là 40mm, Ngân Sơn, Bắc Cạn, lượng mưa là 48mm. Sang đến ngày hôm nay, thời tiết trên toàn khu vực hầu như không mưa, với mức nhiệt lúc 13 giờ trưa nay, dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Thưa quý vị, tại Trung Bộ ngày hôm qua, mưa hầu như phủ kín các tỉnh duyên hải miền Trung, cá biệt tại Nghệ An đã có lượng mưa rất to, với lượng mưa trên 100mm như tại Vinh cũng như là Đô Lương. Sang đến ngày hôm nay, mưa trên toàn khu vực đã có xu hướng giảm, chỉ còn tập trung chủ yếu từ khu vực Nghệ An cho đến Quảng Trị, mức nhiệt lúc 13 giờ trưa nay dao động từ 30 cho đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt là 31 cho đến 34 độ, ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận. Tại Tây Nguyên, trong 24 giờ qua đã có mưa trên khoảng 2/3 diện tích khu vực. Sáng sớm nay tại Lâm Đồng và Nam Tây Nguyên cũng đã có mưa trên diện rộng, chủ yếu là mưa nhỏ. Mức nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay dao động từ 27 cho đến 29 độ. Nam Bộ cũng có mưa hầu như kín cả khu vực trong ngày hôm qua, chủ yếu là mưa nhỏ. Sang đến ngày hôm nay, một số nơi đã xuất hiện mưa nhỏ từ sáng sớm, nhưng lượng mưa chính vẫn tập trung về trưa chiều. Trong đó thì khu vực tỉnh Kiên Giang cũng đã có mưa lớn, ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt lúc 13 giờ trưa nay phổ biến ở khoảng là 29 đến 33 độ. Và tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong 24 giờ tới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vùng phía Tây Bắc Bắc Bộ, thời tiết khu vực tạm giảm mưa trong khoảng 1 cho đến 2 ngày tới, sau đó thì sẽ có mưa lại từ khoảng đêm 23 tháng 8 trở đi. Cụ thể tại thành phố Điện Biên, Lào Cai và Hòa Bình, trong đêm nay và ngày mai phổ biến có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng là 24 cho đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Chuyển xuống khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ trong 24 giờ tới, thời tiết chủ yếu là có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ, do vậy mà các hành trình đến với thủ đô Hà Nội, Nam Định, Lạng Sơn cũng như là Hà Giang cũng khá thuận lợi. Nhiệt độ trong ngày tại các thành phố này dao động trong khoảng từ 24 cho đến 34 độ. Khu vực Trung Bộ ở phía Bắc đèo Hải Vân, mưa sẽ giảm dần trong khoảng 2 cho đến 3 ngày tới, nên các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch tại thành phố Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đông Hà nhìn chung khá thuận lợi, bởi trời nhiều mây khiến cho nắng chỉ xảy ra gián đoạn. Trưa chiều có mưa rào và dông nhưng lượng cũng không nhiều. Tiết trời trong ngày dịu mát với mức nhiệt dao động từ 25 cho đến 32 độ. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn đến với thời tiết ở khu vực Trung Bộ phía Nam đèo Hải Vân. Rãnh áp thấp phía Nam suy yếu cùng với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới nên khu vực cũng giảm mưa trong 24 giờ tới. Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8, mưa sẽ tăng lên ở phía Nam khu vực. Như vậy, trong 3 ngày tới, thời tiết nhìn chung còn khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Do vậy mà các hành trình khám phá thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa cũng như là Phan Rang cũng rất thuận lợi khi mà mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi về chiều tối. Tiết trời trong ngày không quá nóng bức với nhiệt độ cao nhất hầu như không quá 34 độ. Thưa quý vị, nằm ở phía đông bắc của tỉnh, vườn quốc gia Núi Chúa có diện tích gần 30.000 ha. Đây là nơi rừng và biển giao thoa nên có khung cảnh thiên nhiên vô cùng kỳ thú. Đặc biệt với những hồ treo quanh năm nước trong xanh cùng nhiều con suối lớn sẽ là điểm đến thú vị cho các hoạt động du lịch dã ngoại và khám phá. Đến đây các bạn sẽ thỏa thích hòa mình trong làn nước mát, chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp nên thơ. Với những ai yêu thích mạo hiểm, ắt hẳn không thể bỏ qua hành trình khám phá những dãy núi chênh vênh và cả những hang động xinh đẹp. Đến với thời tiết khu vực Tây Nguyên trong đêm nay và ngày mai, thời tiết khu vực này có mưa dông trên khoảng 1/2 diện tích khu vực. Mưa tập trung chủ yếu vào trưa chiều và tối nên các hoạt động ngoài trời và khoảng thời gian này cũng cần lưu ý. Ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất tại thành phố Kon Tum và Buôn Ma Thuột không quá 30 độ. Riêng tại Đà Lạt, nhiệt độ trong ngày sẽ dao động trong khoảng từ 16 cho đến 25 độ. Khu vực Nam Bộ, thời tiết tại Nam Bộ cũng tạm giảm mưa trong 1 cho đến 2 ngày tới. Do vậy mà các hành trình đến với thành phố Hồ Chí Minh, Long Xuyên, Cà Mau và Vĩnh Long có thể diễn ra thuận lợi trong khoảng thời gian từ sáng cho đến trưa. Chiều tối, mưa rào và dông vẫn có khả năng xảy ra, nên du khách cũng cần lưu ý để trang bị thêm bên mình những dụng cụ che mưa tiện ích. Và cuối cùng, như thường lệ là những thông tin thời tiết tại các điểm du lịch biển đảo trên cả nước trong 24 giờ tới. Ngoại trừ vùng biển miền Trung ít mưa, các vùng biển phía Bắc và phía Nam đều có mưa dông, cùng với khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Do vậy mà Lý Sơn sẽ là nơi có thời tiết tốt và thuận lợi cho du lịch biển đảo trong 24 giờ tới, với mức nhiệt dao động từ 26 cho đến 33 độ. Riêng tại Cát Bà, Phú Quý và Phú Quốc còn có mưa rào và dông nên không mấy thuận lợi cho các hoạt động du lịch, nhất là hành trình khám phá biển đảo nơi đây bằng tàu thuyền.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.